Rồi, hello anh em nha. Hôm nay mình bắt ong. Hôm nay mình đã bắt ong cho anh em xem. Mình sẽ quay lại clip. Rồi đây là những dụng cụ gói thuốc nha anh em. Gói thuốc. Một cái quẹt. Cây kiềm bấm nha, kiềm bấm cắt cây nha. Rồi chút nữa mình sẽ leo lên cây phía sau lưng này. Đó. Bên kia mình lên mình quay cho anh em xem nha. Đây nha anh em. Đó, rất là cao nha. Ổ ong nằm trên cây tràm nha anh em. Mình phải dùng dụng cụ là thang. Đây. Mình sẽ bắt cái thang mình trèo lên mình quay cho anh em xem nha. Rồi, ok. Đây nha anh em. Mình phải mồi thuốc mà lên mình pha vô ong nha. Rồi chút nữa lên mình quay tiếp cho anh em xem. Đây anh em, thành quả đây nha. Đây thành quả đây. Đó nghe anh em. Rất là mệt. Đây chú mình quay gần cho anh em xem nha. Xong đây nha anh em. Đó, cây rất là cao nha. À. Rất ngon nha anh em. Mà rất là nguyên chất. Đây.